Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo chương trình, kính mời giáo lý viên Phan Chí Tâm đến diễn đàn để thuyết giảng giáo lý Phật giáo. Hôm nay đề tài thứ nhì là tu đền nợ thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tòa sen. Xin trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị cao niên kỹ trưởng trong đạo, kính thưa ông Châu Văn Tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Bình của huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, kính thưa ông Lê Văn Dừa, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của xã Thanh Bình, kính thưa bà Hứa Thị Kim Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của xã Thanh Bình, kính thưa đồng đạo Thái Văn Sóc là trị sự viên trung ương, là giáo lý viên Phật giáo Hòa Hảo, kính thưa đồng đạo Trần Thị Kim Lan là thành viên trong ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Tiền Giang, là trưởng ban tổ chức, trưởng ban ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo của xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Kính thưa quý vị đại diện cho các ban trị sự trong địa bàn của tỉnh Tiền Giang đồng ở đây tham dự. Kính thưa quý vị đại diện cho các ban trị sự đến từ huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp cùng phái đoàn cùng đi đồng để tham dự. Kính thưa quý vị là thân hào nhân sĩ, quý vị mạnh thường quân, kính thưa cụ ông, thưa cụ bà cùng toàn thể chư đồng đạo hiện diện thân kính. Hôm nay là ngày 29 tháng 4 niên Quý Mão, và hôm nay là ngày 16 tháng 6 năm 2023. Chúng tôi cũng như đồng đạo giáo lý viên Thái Văn Sóc cũng được sự phân công của ban phổ điền giáo lý, ban trị sự trung ương, được sự cho phép của chính quyền địa phương, hôm nay được trở về đây để làm nhiệm vụ của mình, chia sẻ với tất cả đồng đạo chúng ta qua các phương pháp tu hành cũng như về lịch sử của Đức Tôn Sư kính yêu. Vậy là nói đầu tiên, chúng tôi cũng xin gửi đến toàn thể quý vị lời thăm hỏi, lời chào mừng quý kính cũng như lời tri ân sâu đậm nhất của chúng tôi. Thì hôm nay tiếp theo cái chương trình, chúng tôi và quý vị tiếp tục chia sẻ qua hai câu giảng trong sấm giảng quyển 3 của Đức Thầy, đó là tu đền nợ thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tòa sen. Thì đây là một cái pháp tu rất là quan trọng, bao gồm những yếu chỉ của giáo pháp học Phật tu nhân, gồm có nhân tu và gồm có luôn cái quả chứng. Cho nên hôm nay người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, cái quan trọng nhất trong cuộc đời tu của mình thì Đức Thầy đã dạy chúng ta là hôm nay mình phải tu đền nợ thế. Như vậy thì các khái niệm đền nợ thế gồm có những cái phần nào mà Đức Thầy dạy chúng ta phải tu vấn đề này? Và khi mà nợ thế đã xong rồi, cộng thêm cái sự hành đạo, chay giới tinh nghiêm, và quan trọng nhất là pháp môn tịnh độ, thì khi các yếu tố này gồm đủ thì Đức Thầy cho chúng ta biết cái kết quả là mình được đứng ngồi tòa sen. Như vậy thì khi mà đứng ngồi tòa sen thì coi như là mình đã hoàn thành cái công hạnh tu hành của mình. Vậy thì chúng ta đặt lại vấn đề, tại sao phải đứng ngồi mà là không nằm? Thì đến cái đoạn cuối cùng thì chúng ta bàn thêm các ý
Bởi vì lời Đức Thầy mà đồng đạo đọc sơ ngang thì chúng ta chưa có hiểu thẩm thấu được. Mà khi mình dừng lại, mình đặt vài cái vấn đề, đặt vài cái câu hỏi trong những lời Đức Thầy dạy, thì chúng ta mới cảm nhận được cái điều tuyệt diệu qua thánh ý Đức Thầy. Cho nên đáng lẽ nằm chết, nhưng mà Đức Thầy lại dạy chúng ta đứng hoặc ngồi để rồi chúng ta được giải thoát. Thì đó là cái nội hàm mà hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với tất cả đồng đạo chúng ta. Thì với hai câu giảng này thì quý vị biết rằng đây là hai câu trong 612 câu mà được Đức Thầy sáng tác ở tại làng Hòa Hảo vào lối tháng 9 năm Kỷ Mão, vào cái khoảng thời gian giữa từ ngày 12 tháng 9 Đức Thầy sáng tác Kỵ Dân tức là quyển nhì, ngày 20 tháng 9 Đức Thầy sáng tác quyển tư tức là Giác Mê Tâm Kệ. Như vậy thì sám giảng quyển 3 thì Đức Thầy viết ở đoạn giữa, trong 8 ngày giữa ấy, nhưng mà ngày tháng thì ban sưu tập không có rõ là ngày nào. Thì đặc biệt trong 6 quyển giảng Đức Thầy, ngoài Tôn Chỉ Hành Đạo ra thì sám giảng quyển 3, đây là cái điều kiện tu nhân trong cuộc sống hành đạo, mà mong rằng 612 câu giảng này được Thầy viết theo thể thơ lục bát. Thì quý vị chúng ta cần phải nằm lòng để chúng ta biết được cái con đường tu nhân để đạt được quả vị thánh thiện rất là cao siêu màu nhiệm đối người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Nếu như giờ này mà chúng ta bỏ qua cái con đường tu nhân này thì coi như giống như chúng ta cắt một căn nhà mà mình thiếu đi những cái thềm thang, những cái trụ móng ban đầu, thì căn nhà này nhất định không thể nào thành hình. Mà nếu có thành hình được đi chăng thì không bao giờ tồn tại, một thời gian ngắn thôi, bị dông qua gió lớn thì căn nhà này sẽ sụp đổ, không đạt được kết quả. Cho nên cái yếu chỉ quan trọng nhất trong giáo pháp học Phật tu nhân Đức Thầy là ở ngay cái điểm này. Và trước đó thì Thầy dạy tu là tâm trí ngu mì, tu hiền, tu thảo, vậy thì mới xong. Tu cầu cứu với tổ tông, với cho bá tánh máu hồng bớt rơi, tu cầu cha mẹ thảnh thơi, vất vương thị phổ chiều mới phản hồi, mới tới hai cái câu là tu đền ở thế cho rồi, thì sao mới được đứng ngồi tọa sen. Như vậy thì tại sao Thầy dạy là dạy một đoạn chữ tu, và đặc biệt trong một đoạn chữ tu của sám giảng quyển 3 này thì quan trọng nhất là ở chỗ mà Thầy dạy là tu đền nợ thế cho rồi. Vậy thì đại để chữ tu là sửa. Đây là cái điều kiện đương nhiên mà đồng đạo chúng ta biết rất rõ. Như Đức Thầy dạy chữ tu chớ khá trễ trầy, phải trao phải sửa, nghe Thầy dạy khuyên. Trong tất cả các khái niệm chữ tu đạo Phật giáo Hòa Hảo thì Đức Thầy dạy rất là rộng. Nào là tu cầu, nào là tu tỉnh, nào là tu sửa. Thì trong đó Đức Thầy cũng có dạy chúng ta là tu tâm, rồi tu tánh, và có tu thật, cũng có tu giả đồng đạo. Như vậy thì Đức Thầy triển khai rất là nhiều khái niệm chữ tu. Để làm chi? Để cho mỗi đồng đạo chúng ta nắm vững cái nền tảng trong quá trình tu hành, để mình hoàn thiện cái đạo nhân, tấn hóa trên cái con đường Phật đạo, để rồi chúng ta giải thoát. Như vậy thì tu sửa là một cái khái niệm về từ điển, về định nghĩa chữ tu. Nhưng ở đây nếu mà chúng ta sửa mà đồng đạo thiếu đi chữ đền, cũng như hôm nay chúng ta tu sửa mà thiếu đi tu cầu, thiếu đi tu tỉnh, thì chúng ta cũng không đạt được kết quả. Các yếu tố này phải đi đôi với nhau trong cuộc đời hành đạo của mỗi cá nhân, tôi và quý vị, thì đó mới giúp cho chúng ta được thăng hoa vào cái lộ trình giải thoát. Mình đặt một vấn đề, tại sao ngày xưa các chư tổ, các vị Phật tu rất là nhiều đời nhiều kiếp mới chứng thành thánh quả, và đồng thời ngày nay tại sao Đức Thầy dạy chúng ta là chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng, thoát mê đồ, dứt cuộc luân hồi? Như vậy thì điều kiện đặt ra chính vì chúng ta tu một kiếp à, giải quyết ngắn gọn trong một kiếp đời này, chúng ta được về với Phật, được gặp Thầy. Quý vị nên nhớ rằng tương lai chúng ta sẽ được gặp Thầy. Như vừa rồi chúng ta đã nghe đồng đạo giáo lý viên của mình đã trình bày rất rõ, tương lai chúng ta sẽ được gặp Thầy. Vì vậy nên đây là những yếu tố căn bản. Cho nên người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trong một lúc chúng ta cần phải làm nhiều việc. Có thể nói bình thường người ta tu nhiều kiếp, còn mình hôm nay chúng ta tu tắt, nhờ Đức Thầy chúng ta đã đúc kết cái kinh nghiệm tu hành của mình. Như Đức Thầy dạy tỏ tâm sự của người liễu đạo, hay hoặc giả là kinh nghiệm rồi ta mới diễn ca. Cho nên hôm nay chúng ta chịu khó một chút, ráng cực lòng một bước đầu tiên, sao mới được làm nên Phật Thánh, kính thưa đồng đạo. Vì vậy cho nên ngoài cái việc tu sửa thì Đức Thầy dạy chúng ta là phải tu đền. Vậy thì các khái niệm chữ đền này
Nó có hai cái nghĩa về cái phương diện tích cực. Vậy thì cái nghĩa thứ nhất, đền ở đây còn gọi là đền đáp. Như Đức Thầy dạy, nào là luân lý tứ ân, phải lo đền đáp, xác thân mới còn. Ngoài cái nghĩa đền đáp ra thì cái nghĩa thứ hai, chữ đền ở đây còn gọi là đền bù, còn gọi là đền bồi. Hay chúng ta nói cái phương ngữ của mình, anh bắt đền tôi đi, thì đó cũng là cái nghĩa của đền. Cho nên nếu nói về đền bồi thì Thầy dạy rất rõ, xưa nay đạo hạnh quá lu, ngày nay sáng tỏ, đền bù ngày xưa. Như vậy thì với cái chữ đền này thì mình phải hiểu ở hai khía cạnh đó. Cho nên hôm nay khi con người chúng ta bắt đầu giác ngộ tu hành thì về nội tâm của mình, tôi và quý vị chúng ta phải cố gắng sửa từ thân, từ khẩu, từ ý. Và đồng thời bên cạnh sửa sang những vấn đề đó thì chúng ta xem coi mình nợ những cái gì khi chúng ta sống ở trong cái cõi thế này. Cho nên Đức Thầy mới dùng từ nợ thế. Giống như đoạn khác Thầy dạy là nợ thế âu toan tròn nợ thế, đường tu sớm liệu vẹn đường tu. Mà nếu như giờ này mà nợ thế chúng ta không xong rồi đó thì đường tu không vẹn. Mà đường tu không vẹn là coi như đạo không đắc, kính thưa đồng đạo. Vậy thì nợ thế là gì? Nợ thế là những cái món nợ mà khi sinh ra trong cõi đời này. Chữ thế là thế gian, thế là thế trần, thế là cõi trần thế, chỉ cho cõi đời mà đồng đạo chúng ta đã sinh ra cõi đời này. Và chẳng những nợ thế nợ một kiếp, mà nợ thế này có thể chúng ta định hình được rằng từ xưa đến giờ mỗi đồng đạo chúng ta khi sinh ra trong cõi đời này một kiếp chúng ta thì đó gọi là nợ thế, mà nhiều kiếp tụ trung lại thì đều tụ trung lại đều là nợ thế. Bởi vì Đức Thầy dạy trong khi các trò còn ở trong biển mê sông khổ, thường bị những chướng nghiệp nhiều đời mà làm cho linh hồn chìm đắm trong ba cõi sáu đường, xuống xuống lên lên luân hồi chuyển kiếp. Cho nên cái từ nợ thế này không hạn định ở một kiếp, mà đối với người học Phật thì chúng ta đều hiểu mình còn có kiếp sau. Và khi mình hiểu còn có kiếp sau thì đương nhiên là chúng ta có kiếp trước và có nhiều kiếp trước nữa. Điển hình như Đức Thầy đã dạy nhiều tiền kiếp chuyển kiếp luân hồi ở nơi hải ngoại để thu thập những điều đã học kinh nghiệm quyền thấm, thì Đức Thầy chúng ta cũng đã có nhắc nhiều tiền kiếp Đức Thầy, nhiều kiếp Đức Thầy cũng đã học đạo, cũng đã tu hành, cuối cùng Đức Thầy đắc đạo, đem cái tinh hoa, cái con đường tu tập của Ngài để Ngài hướng dẫn cho chúng ta đắc đạo giống như Ngài. Như vậy thì khi hiểu về tiền kiếp gọi là quá khứ, kiếp hiện tại và vị lai, thì lúc bây giờ từ nợ thế này chúng ta phải gói gọn vào những cái khái niệm đó, chúng ta nói mới đủ, chứ không phải nợ thế ở kiếp này không. Vì vậy cái trách nhiệm của mình khi mà chúng ta tu hành thì ngoài cái việc mình cứu vớt ông bà cha mẹ trong hiện tại thì mình còn có trách nhiệm cứu vớt tông tổ của mình. Như Đức Thầy dạy đắc đạo rồi cứu vớt tổ tông cũng như Phật xuất gia tử trước, hay hoặc là ráng tu đắc đạo cứu cụ quyền thoát chúng mê đồ đến cảnh tiên. Như vậy thì chúng ta còn có trách nhiệm tu hành ở đây, mình cứu vớt những người đi trước, những người ở nhiều đời nhiều kiếp. Bởi vì khái niệm của quyền thất tổ không phải định đoạt một kiếp, mà có thể rằng kiếp trước tôi không phải là Phan Chí Tâm, mà tôi mang một họ khác, là một con người khác, thì cha mẹ tôi là người khác rồi, đâu phải cha mẹ hiện tại. Thì đó là chúng ta đưa ra một số khái niệm để đồng đạo chúng ta có được một cái định hình qua cái từ nợ thế. Như vậy thì Đức Thầy đưa ra hai cái từ cho rồi. Cho rồi là sống. Nếu mà sống thì chúng ta mới thăng qua vào lộ trình giải thoát. Còn chưa sống, nếu mà chưa sống nợ thì đương nhiên là chúng ta ở đây. Giống như đoạn khác Thầy dạy trong quyển nhất, nếu ai rảnh việc thì đi, còn mắc nợ thì ở lại dương gian. Cũng như trường hợp của Hoàng hậu Ma Gia thì Thầy rất rõ rồi, Đức Hoàng hậu đến ngày thứ bảy dứt nợ trần nên gọi vi tiên. Như vậy trường hợp của Hoàng hậu Ma Gia sinh ra trong cõi đời này là mẫu nhi của thiên hạ và đặt để là phải làm mẹ của Thái tử Sĩ Đạt Ta. Cho nên khi sinh Thái tử Sĩ Đạt Ta ra sau đó 7 ngày thì lúc bây giờ bà đã xong nợ. Cho nên Đức Thầy đã diễn tả rất rõ, dứt nợ trần nên gọi vi tiên. Còn tôi và quý vị chúng ta sống ở đây thì giờ này chúng ta còn nợ đó. Cái đơn giản mình phải nhận định tất cả con người sống trong cõi đời này chúng ta còn nợ. Mình còn nợ thế, mình chưa có sống, mình chưa có rồi. Cho nên hảo nào khi mà Đức Thầy viết cái bài cho ông cò tàu hảo thì cuối cùng Đức Thầy khẳng định rất rõ, đến ngày biển cạn non mòn tứ ân đã trả, chẳng còn tội căn.
thì tứ ân đã trả, chẳng còn thời căn, thì đây là nợ thế đã đền xong đồng đạo. Bởi vì cái ngày biển cạn non mòn là cái ngày mà chúng ta trút cái hơi thở sau cùng đó, cái ngày mà chúng ta lìa cái cõi đời này. Như vậy thì qua cái câu giảng này thì mỗi đồng đạo chúng ta giờ này mình phải xem xét coi chúng ta còn những cái món nợ thế nào. Cho nên ở đây chúng tôi xin phân loại làm hai. Cái thứ nhất là chúng ta nói cái món nợ mà mình phải bù, mình phải đền, gọi là bắt đền, đền bù, đền bồi. Vậy thì tại sao bắt đền? Bởi vì kiếp trước mình giết người ta, mình hại người ta, mình nói xấu người ta, mình làm cho người ta khổ, thì đương nhiên kiếp này sinh ra mình phải đền cho người ta. Hoặc giả là trong hiện tại, mình đưa ra một cái ví dụ trong cuộc sống, mình tham gia giao thông, lái xe trên đường, mình lái xe không cẩn thận, lỡ trúng cọ quẹt người ta, thì người ta lỡ gãy tay, lỡ hư xe, thì mình phải có trách nhiệm để đền cho người ta đồng đạo à. Thì đó là mình hiểu một cái khái niệm về chữ đền. Như vậy thì khi sinh ra cõi đời này, từ đây mình mới suy ra được rằng tôi và quý vị, tại sao chúng ta bệnh, tại sao chúng ta lại gặp cái hoàn cảnh bất như ý, tại sao chúng ta gặp cái hoàn cảnh nghiệt ngã, tại sao chúng ta gặp tai nạn, thì những cái sự kiện đó không phải là đáng không, mà hoàn toàn căn tiền báo quả hậu, hoàn toàn do chúng ta gây tạo ở nhiều tiền kiếp, hoặc là trong hiện tại khi mà chưa tu. Thì tôi và quý vị mình đâu có biết làm hiền làm lành đâu. Mình làm ác để nuôi con, để nuôi chồng, để nuôi là vợ, nuôi cha nuôi mẹ chẳng hạn. Giống Đức Thầy dạy là vị tạo ác nghiệp trong 10 cái điều ơn đó. Cho nên từ đó nó sẽ dệt thành nghiệp. Vì vậy, cho nên giờ này trên con đường tu chúng ta thì mình phải đền trả lại. Vậy thì tôi nói ví dụ, giờ này chúng ta đang tu hành như vậy, mình bị một cái cơn bệnh, hoặc giả chúng ta bị một cái nghiệp, thì đó là cái nghiệp, cái bệnh đó là chúng ta đền trả lại những cái ân oán mà mình đã gây trước đó. Cho nên mình phải chấp nhận. Nếu đồng đạo chúng ta gặp những cái nghiệt ngã đến với mình, tôi nói nôm na đi, cái tình chồng vợ đến với nhau cũng không, cũng đây cũng là do ân đền quán trả. Khi mà chồng vợ thành với nhau thì trong hai người này sẽ có một người là chủ nợ, phải có một người là cái người thiếu nợ. Như vậy thì cái người chủ nợ là có quyền để người ta đòi nợ. Vậy thì người đời người ta không quan tâm. Nếu sống với nhau không hạnh phúc, người ta ra tòa người ta ly dị, ly dị xong người ta cứ có được người khác nữa, thì tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Thì đây là vấn đề này, chúng ta thấy rõ mình trốn được, chứ trốn người khỏi, trốn trời không khỏi. Còn riêng về mình là cái người hiểu đạo, mình biết được đây là nợ thì chúng ta chấp nhận trả. Bởi vì kiếp trước chắc mình thiếu nợ bả, mình cũng hà khắc khó khăn, giết hại, phá hoại hạnh phúc của bả nè. Cho nên kiếp này bả làm vợ mình để bả đòi lại những cái mình đã vay ở tiền kiếp. Mà nếu như mình không chấp nhận bồi đền cho bả, đền trả cho bả, thì coi như lúc bây giờ gia đình xào xáo. Mà gia đình xào xáo là chúng ta muốn giựt nợ. Nợ thế gian chúng ta giựt được, nhưng mà nghiệp giựt không có được đồng đạo à. Mình phải nhớ kỹ điều này. Và đồng thời khi mà đồng đạo chúng ta chấp nhận trả rồi đó, lúc bây giờ mình hoan hỷ lắm. Mình là người thừa tự nghiệp, mình biết mà, mình biết là cái nghiệp của mình, cho nên mình chấp nhận mình trả. Mình cứ nghĩ là à, như vậy là kiếp trước tôi mắc nợ ông, cho nên sinh ra kiếp này nghe ông ăn nhậu sáng say chiều xỉn, chả vậy mà còn về chữ vợ chữ con, đánh đập vợ con, không lo làm ăn gì cả. Thì nếu như mình tinh ý một chút, mình học là Đức Thầy là tu đền nợ thế cho rồi, thì đây là nợ nè. Vậy là cái nghiệp nợ, kiếp trước tôi không có tu, cho nên là tôi mắc nợ ông nhiều đúng không? Thôi giờ này tôi tu rồi, tôi nghe lời Thầy dạy, tôi an tâm mà trả nợ cho ông, tôi vui vẻ mà trả nợ cho ông. Thì khi mà chúng ta trả nợ một thời gian như vậy thì hết nợ không đó. Đây là một cái bài học thực tế. Mà bằng ngược lại, đồng đạo chúng ta không chấp nhận trả nợ, gọi là quả bất lành chưa trả quay thêm. Kiếp trước thiếu nợ người ta, không lo trả, mà kiếp này á, mình còn tỏ ra những cái vấn đề là muốn giựt nợ nó. Ông mà không nghe lời tôi ly dị ông á, tôi bỏ nhà ra đi đó, thì đây là cái trường hợp quỵt nợ. Không được đồng đạo ơi, người tu chúng ta không thể như vậy được. Và đồng thời ngoài cái việc đó ra thì con cái cũng vậy. Nó là con mình, nhưng mà xin thưa, nếu nó tinh thần nhân quả đó
thì đồng đạo biết đâu nó đào thai đây để đòi đòi nợ mình đó. Thứ nhất là đòi nợ mình những đứa con hiếu thảo ngoan hiền là nó đề nó sinh ra đây để nó trả nợ cho mình kiếp trước bởi vì nó thiếu nợ mình. Nhưng mà theo tôi nghĩ đó, cái định lý đó, thì thường thường con cái nó sinh ra nó đòi nợ mình là nhiều đồng đạo ạ. Cho nên đồng đạo hình dung đi, lúc nào cũng vậy hết. Mình nhìn cái giọt mưa trên mái nhà, hoặc là chúng ta nhìn một cái cuộc sống. Cho nên tôi nhớ hồi đó tôi có ông bạn cũng là giáo lý viên, tuổi cũng cao rồi. Ông nói chú Tâm ơi, tôi ước mơ làm sao mà con tôi đó, nó thương tôi như thương con nó là tôi mừng dữ lắm à. Một câu nói này khi mà chúng ta nghe hơi nghịch phải không? Nhưng mà không nghịch đồng đạo à. Khi đồng đạo có con đi, đồng đạo sẽ cảm nhận rằng mình thương con mình hơn thương cha mẹ mình gấp trăm lần. Chứ không phải là đơn giản. Có bao giờ mình lo cho cha mẹ mình bằng lo cho con mình không đồng đạo? Tôi cũng đừng có con tôi biết nè, không bằng đâu. Thật sự, dù rằng là một người hiếu thảo cỡ nào, nhưng mà nếu lo cho cha mẹ thương con của mình thì khó lắm. Cho nên phần nhiều con cái nó sinh ra là toàn bộ nó đòi nợ chúng ta đó. Mình ráng là trả đồng đạo. Gặp đứa con ngoan hiền thì quý quá, mà gặp đứa con ngỗ nghịch thì chúng ta cũng cố gắng. Rồi đồng thời ngoài cái việc đền đáp đó, đền bồi đó, rồi bây giờ bệnh hoạn nè, tai nạn đến với mình nè, mà nếu chúng ta không hiểu cái khái niệm này thì khi mà tai nạn đến với mình thì lúc bây giờ mình trách tại sao tôi ăn chay, tôi tu mà gặp cái nạn này, gặp cái nạn kia, bệnh gì đâu bệnh hoài không uống thuốc không hết, lại bác sĩ này đến bác sĩ khác điều trị hoài không hết, rồi mình tỏ ra một thái độ không chấp nhận á, tức là mình không chấp nhận nghiệp đến với mình đó, thì mình đau khổ lắm, bực tức, tức tối. Cũng có một số đồng đạo chúng ta chịu không nổi nha, cái đằng nghiệp nó hành nó chịu không nổi thì cuối cùng thì bán đồ như phế. Vì vậy cho nên khi mình rơi hoàn cảnh đó, đồng đạo nên mỉm cười. Mỉm cười bệnh mau hết, mà tức tối thì bệnh càng ngày càng nặng. Điều này thực tế rồi, mình lại bác sĩ nói sao, cô ơi, chị ơi, ông ơi, đừng có buồn giận nữa ha, cứ an tâm, bệnh từ từ thiên giảm. Về cái phần tâm lý, nếu mà chúng ta bị bệnh, mình tức tối, mình buồn rầu chừng nào bệnh mình càng nặng, bác sĩ bó tay quý vị à, mà mình hoan hỷ được, mình vui vẻ được, thì cái hóc môn chúng ta sẽ tiết ra một cái nguồn, phải nói rõ là một cái nguồn năng lượng, mình nói nôm na là tiết ra một cái kháng thể đặc biệt đó, để giúp cho chúng ta mau thiên giảm. Thì thường thường những cái ông đạo mà, những đồng đạo chúng ta mà tu cao, mà có vấn đề thông hiểu đó, thì những cái căn bệnh coi như người khác là không qua. Nhưng mà cũng có trường hợp kỳ tích là do người này chấp nhận trả nợ. Vì chấp nhận trả nợ, biết được mình là kiếp trước mình cũng sát giết nhiều lắm, cho nên kiếp này mình mới nợ nè. Bệnh hoạn mà nhiều là do nghiệp sát đồng đạo. Thật sự là tôi quen nhiều đồng đạo lắm, đừng nói chi kiếp trước mà kiếp này thôi, lúc còn trẻ mà làm những cái nghề nghiệp sát đó, ví dụ như làm cái nghề đồ tể bán thịt, hoặc giả là đi giăng câu giăng lưới bắt nhái bắt ếch đó, thì đến giờ này là khoảng 70 tuổi thôi bệnh hoạn liên miên. Mà những cái căn bệnh đó hình dung lại là giống như ngày xưa mà sát sanh sao đó, thì giờ này nó bệnh giống tương tự vậy đó. Vì vậy nên mình phải đặt trọn niềm tin, thì đó là những cái chúng ta đền bồi. Hồi đó mình giết người ta, giờ này phải đền bồi lại cho người ta, đáng lẽ đền mạng, nhưng mà vì cái mạng đó thì nhỏ hơn mạng người, cho nên giờ này mình bệnh hoạn. Rồi hơn nữa mình có tu không đến đổi, thì đó là về cái phương diện đền bồi. Hay mình nói một cách dễ hiểu là bắt đền đi, bắt đền cho tôi. Mà nếu chúng ta không chấp nhận đền là không được. Và cái chữ đền nợ thế nghĩa thứ hai ở đây, đó là chúng ta phải đền đáp. Vậy thì đền đáp nghĩa là khi mình sinh ở đây đều do cha mẹ, mình mang cha mẹ mình mang nặng đẻ đau 9 tháng cưu mang 3 năm bồng ẩm, mình nhờ tin cha quyết mẹ mới tạo nên cái hình hài của mình. Vì vậy Đức Thầy mới dạy rất rõ là ta sanh ra cõi đời được có hình hài để hoạt động từ thời bé cho đến lúc trưởng thành đủ trí khôn ngoan, trong khoảng bao nhiêu năm trường ấy cha mẹ ta đã chịu biết bao khổ nhọc. Vì vậy nên cái thân này được sinh ra không phải là đang không, mà nhờ cha mẹ. Cho nên cha mẹ mình phải đền đáp cái ơn này đồng đạo, để trả lại cái công ơn mà cha mẹ sanh thành ra chúng ta. Cho nên giờ này cái nhiệm vụ mà làm chữ hiếu cho cha mẹ đó, nào mẹ cha là kẻ trọng ân dưỡng nuôi báo hiếu lúc thân yếu già, hay hoặc mẹ cha là, tức là nếu ai mà biết chữ tu trì đó, cha mẹ còn sống vậy thì cho ăn, vậy thì mình dưỡng nuôi cha mẹ,
đó là một pháp tu. Mình phải khẳng định đó là một pháp tu, chứ không phải chúng ta tu là phải ly gia, phải cắt ái, phải lại một ngày là 90 thời, không phải vậy. Mà hôm nay những cái việc thực tế của người tín đồ đạo Phật giáo Hòa Hảo, mình đang dưng cơm nước đầy, lo cho cha mẹ thuốc thang bệnh hoạn, đó là chúng ta đang tu đó đồng đạo. Đó là mình đang tu, mình chỉ nghĩ đó là tu đó, chứ không phải chữ tu xa vời như những cái khái niệm của thế gian đâu. Bởi vì chúng ta đang bàn là tu đền mà. Vậy thì mình mà đền đáp cái ơn cha mẹ trong góc độ chữ hiếu là đây là chúng ta đang tu khi cha mẹ còn sống. Rồi những ai cha mẹ mình quá giảng rồi thì hôm nay muốn đền ơn cha mẹ, ít nhất đồng đạo chúng ta cũng phải có hai thời cúng. Bởi vì hai thời cúng đồng đạo thấy rõ, hai cái bài nguyện trước bàn thờ của quyền đồng đạo thấy rõ cái giá trị, cái nghĩa lý. Mình đền ơn cha mẹ mình hứa hẹn mà, với tổ tiên ông bà cha mẹ của mình. Rồi đặc biệt là cái bài ngũ nguyện cầu, một buổi cúng như vậy, một thời cúng chúng ta đọc tới 5 lần, thì rõ ràng trong đó cái nhị nguyện cầu và tam nguyện cầu là rõ ràng đây là để đền đáp chữ hiếu nè. Cho nên hôm nay mà đồng đạo nào mà có cúng lại đó, đó là chúng ta thực hiện cái tinh thần dân tộc. Ca dao Việt Nam có một câu, có hai câu rất là rõ rệt đồng đạo. Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con. Như vậy thì giờ này mình đặt một vấn đề, cái người mà không cúng lại, có ai mà mỗi đêm thắp đèn trời không đồng đạo? Có ai mà cầu cho cha mẹ sống đời với con không? Dầu rằng người ta rất là thương cha mẹ người ta. Đây là tôi nói trong cái tinh thần dân tộc, bởi vì cái mà chúng ta bàn là ca dao Việt Nam. Vì vậy cho nên chỉ có người tu mình thôi. Hàng ngày chúng ta có cúng lại, rõ ràng là mỗi đêm mới thắp đèn trời nè. Mình cầu cho cha mẹ sống đời với con, Nam Mô Tam Nguyện Cầu Phụ Mẫu Tại Đường Tăng Long Phước Thọ, Phụ Mẫu Quá Khứ Trực Vãng Tây Phương. Có phải là hàng ngày chúng ta cúng lại không? Cho nên cái sự cúng lại của mình có rất là nhiều cái bổ ích. Nếu nói về tâm lý đó, về cái ý đó, mỗi thờ cúng chúng ta đều đền trả tứ đại trọng ân. Đây là chúng tôi nói về tâm lý. Tức là mình với một cái mong cầu, cái mong mỏi của mình. Và đồng thời ngoài cái ân tổ tiên cha mẹ, thì cái ân trọng thứ hai mà Đức Thầy đặt hàng nhì đó ân đất nước. Mỗi đồng đạo chúng ta không thể nào thờ ở. Bởi vì hôm nay ngoài cái trách nhiệm chúng ta là người tín đồ, thì bên cạnh đó đồng đạo chúng ta là người công dân, nghiêng hai vai gánh nặng non sông như Đức Thầy đã dạy. Vì vậy cho nên chúng ta phải xem cái công cuộc đền ơn đất nước đó cũng là pháp tu của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Và đồng đạo nhớ, chỉ cần một pháp tu này thôi, trong tứ ân chúng ta chỉ làm một ân thôi. Mình nói ví dụ thì Đức Thầy dạy rất rõ, tử vì nước còn ghi linh miếu thác vì đời thanh sử danh bia. Hay hoặc là dầu không siêu cũng đặng về thần nhờ hai chữ trung quân ái quốc. Nếu mà đồng đạo chúng ta, tôi nói ví dụ người không tu đó, mà những vị mà trọn chung đất nước, thì những vị này có một cái vị trí, có một cái ngôi vị sau này đồng đạo. Cho nên hảo nào thầy mới dạy là đất với nước hậu lai vinh diệu nè. Đạo lo tròn ý điệu tấm thân, một câu quân lý tứ ân ta đừng phai lợt, phong thần bản ghi như Đức Thầy đã dạy. Vì vậy cho nên người tín đồ Phật giáo Hảo không thể nào chúng ta xa rời đất nước được. Mà lúc nào mình cũng phải xem đây là nhiệm vụ. Như Đức Thầy đã dạy, hãy tùy tài tùy sức nỗ lực hy sinh cho xứ sở, thẳng như không đủ tài lực đảm đương việc lớn cho gặp thời cơ giúp đỡ quê hương, thì ta hãy đắng đánh đừng làm việc chi xứ sức đến đổi làm cho nước nhà đau khổ, và đừng giúp sức cho kẻ ngoại địch gây sự tổn hại đến đất nước, đó là ta đền ơn đất nước vậy. Thì rõ ràng đây là pháp tu mà. Cho nên mình đừng có nói rằng cái chuyện này chỉ có nhà nước, không phải. Bởi vì dầu rằng ai đi chăng nữa, nhưng mà cái việc gì có lợi thì chúng ta làm để nhằm xây dựng kiến thiết quê hương cho trở nên giàu đẹp. Mà Đức Thầy đã dạy rất rõ là bờ cõi vững lộng thân ta mới yên, quốc gia mạnh giàu mình ta mới hấm. Hay hoặc là nước mất thì cơ sở đạo thì bị lấp vùi, mà nước còn thì nền đạo được phát khai được rõ. Thì rõ ràng đây là thực tế. Đất nước Việt Nam chúng ta nhờ yên bình cho nên đạo chúng ta mới phát triển như ngày giờ này, đồng đạo biết rồi. Chứ nếu như cái thời chiến tranh thì làm gì đất nước chúng ta được phát triển, làm gì đạo được phát triển đấy. Cho nên khi đất nước nhà mà lâm nguy rồi đó, thì lúc bây giờ người dân lo tị nạn, lo cái ăn, lo cái mặc nó không xong nữa, làm gì nghĩ việc tu hành đồng đạo khi mà chúng ta có đầy đủ về vật chất. Cho nên ông cha chúng ta nói một câu là ăn cư mới lạc nghiệp. Cho nên mình mà khi cuộc sống an lành rồi thì chúng ta mới nghĩ ngợi xa hơn trên cái lộ trình tu hành. Cho nên đền ơn đất nước là một pháp tu.
Rồi cái tiếp theo nữa, ngoài định đất nước ra thì mỗi đồng đạo chúng ta ân Tam Bảo, chúng ta phải quán triệt thực hiện. Cho nên ân Tam Bảo đây thì xin gói nói gọn lại chỉ ngoài, không ngoài ba yếu tố, đó là học đạo, hành đạo, truyền đạo. Mà Đức Thầy dạy rất rõ cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng với tín nữ thiện nam Phật giáo nên cố gắng trao thân gìn đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ tinh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Vậy thì giờ này chúng ta tìm tòi để đồng đạo chúng ta học đạo, dự thuyết giảng ở nhà học giáo lý thì đó là một pháp tu chứ. Quý vị đang ngồi đây chúng ta đang tu nè, chứ đâu phải là mình vào chùa mới tu đồng đạo. Mình ngồi đây là chúng ta đang tu, đang hành đạo đồng đạo. Quý vị đến đây cùng với chúng tôi để chúng ta đang làm cái sự kiện này là công đức Phật từ bi vô lượng. Và đồng thời bên cạnh đó chúng ta phải hành theo những gì mình đã hiểu. Và mỗi đồng đạo chúng ta phải cố gắng, cố gắng để góp phần, để truyền đạo. Mình phải noi theo dấu chân của Đức Thầy, biết làm sao lên lưng Bạch Hạc bay cả trời tỏ ý từ bi, hay hoặc là biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng, đưa nhân loại đi vào vòng hạnh phúc. Vì vậy cho nên để quán triệt tinh thần truyền đạo này, cái quan trọng nhất là chúng ta phải ăn ở sống làm sao theo lời Phật dạy. Mọi hành động của mình đều gây một ảnh hưởng lớn. Nếu đồng đạo chúng ta làm hiền, làm lành, không dị đoan mê tín thì đạo chúng ta sẽ được thơm lây. Ừ, tín đồ Phật giáo hảo tốt như vậy đó, hiền hậu như vậy đó, làm từ thiện là tích cực. Còn bằng ngược lại, người tín đồ Phật giáo và hảo mà chúng ta còn dị đoan mê tín, mình còn vướng vào thời cuộc thiên cớ thì chúng ta sẽ bị hết sức là những cái tư tưởng tiêu cực. Chàng ơi coi kịp, mấy ông đạo Phật giáo và hảo tối ngày chỉ bàn thiên cơ không ạ, tối ngày chỉ mê tín dị đoan không ạ, thì coi như là chúng ta đổ vỡ. Cái đó mình không có truyền đạo, mình còn phá đạo đồng đạo. Cho nên tôi cũng thường nói với đồng đạo chúng ta, mà người nào mà đặt nặng thời cuộc thiên cơ thì vấn đề này coi chừng chúng ta mang cái tội với người thượng cổ, mang tội với thầy. Bởi vì mình là cái người vì mình, giống như con sâu làm rầu nồi canh, vì mình mà người ta đánh giá thấp cộng đồng đồng đạo chúng ta, đánh giá thấp cộng đồng đồng đạo chúng ta, không nói làm chi mà người ta lại quỷ bán trách pháp, người ta lại chê trách thầy mình, phải không ta? Tín đồ của Đức Quỳnh Giáo Chủ vậy đó thì nguy lắm. Cho nên vấn đề này mình phải cẩn thận. Rồi đồng thời qua yếu tố đó ra thì Đức Thầy còn dạy thêm ân thứ tư để chúng ta đền đáp. Bởi vì sống ở trên xã hội này, nếu một mình ơn tôi và quý vị thì coi như là chúng ta không tồn tại, mà mình phải nhờ cái sự chung đậu, hỗ trợ, giúp đỡ của những người ở chung quanh. Mà Đức Thầy dạy chúng ta rất rõ rồi, con người vừa mở mắt chào đời đã cảm thấy mình cần nhờ đến sự giúp đỡ của những kẻ ở chung quanh. Và cái niên kỷ còn càng lớn thêm bao nhiêu thì sự nhờ nhõi càng tuần tự thêm nhiều chừng nấy. Như vậy thì giờ này sống mình nên mình thì sớm muộn chúng ta cũng phải bị tiêu diệt thôi. Khi mà mẹ mình vừa sinh mình ra thì lúc bây giờ mình phải nhờ một cái vị hộ sinh. Ngày xưa là nhờ cái bà đỡ đẻ, còn giờ này chúng ta phải nhờ một vị hộ sinh thì chúng ta mới vuông tròn. Mà nếu không có một cái vị hộ sinh này thì xin thưa đồng đạo chúng ta cũng khó vuông tròn lắm. Cho nên Đức Thầy giải rất rõ chỗ này, vì mình đã nhờ nhõi quá nhiều cho nên chúng ta cũng phải có trách nhiệm. Đây là chúng ta đền đáp nè. Nhờ hộp cơm của họ ta mới sống, nhờ miếng vải họ mới ăn thăng, nhờ cửa nhà của họ mới tránh được cơn phong vũ nhiệt hàn. Một mình nên mình cắt cái nhà được không đồng đạo? Không có thợ là đồng đạo chúng ta cắt không được. Không có gạch, không có sắt, không có xi măng, không có toan thì làm sao chúng ta có được căn nhà? Thì một khi mình đã nợ rồi thì chúng ta phải lo đền đáp. Vì vậy cho nên đây là nợ thế, những cái căn bản mà chúng ta phải thực hiện, đó gọi là tu đền nợ thế cho rồi. Và đồng thời chúng ta đền nợ thế, nhưng bên cạnh đó chúng ta tuyệt đối là không gây nợ nha. Nãy giờ chúng ta trình bày là đền nợ thế, mà nếu đền nợ thế mà mình còn tiếp tục gây nợ nữa, đền gây đền, oan oan tương báo biết bao giờ dứt. Bởi vì con đường chúng ta đang trình bày là con đường về cõi Phật. Cho nên đồng thời trong cái việc đền nợ thế thì mỗi đồng đạo chúng ta phải tránh không gây nợ. Như vậy thì muốn tránh không gây nợ mình phải làm sao? Cho nên muốn tránh không gây nợ thì mỗi đồng đạo chúng ta phải nghe theo lời Đức Thầy đã dạy. Muốn làm tròn nhân đạo phải vữ vẹn tứ ân, nhưng trước hết
phải tránh tam nghiệp và chừa thập ác. Cũng như muốn làm giàu phải đáng tránh đừng cho thiếu nợ. Như vậy thì mình có đền trả tứ ân, là mình là người làm giàu đúng không? Đây là giàu công đức đồng đạo à. Mình mà đền trả tứ ân là mình giàu lắm á. Ai gặp mình ta cũng khen ngợi hết á, ai gặp mình cũng thương yêu hết á. Cái phước đức mà chúng ta dành dụm được trong cái quá trình đền trả tứ ân đó thì phải nói phước đức này lớn lắm, cho nên tạm gọi đó là giàu. Và đồng thời làm giàu thì phải đáng tránh đừng cho thiếu nợ. Làm giàu mà chúng ta còn thiếu nợ, còn vay ngân hàng thế này thế khác thì coi như là chúng ta chưa làm giàu. Vì vậy cho nên hôm nay Đức Thầy dạy ở chỗ này, ý muốn nói rằng ngoài cái việc đền trả tư ân để chúng ta đền nợ thế, thì mỗi đồng đạo chúng ta phải làm sao tuyệt đối thân mình không sát sanh, không đạo tặc, không tà dâm. Miệng mình khi mở ra thì không lưỡng thiệt, không ỷ ngôn, không ác khẩu, không vọng ngữ. Trong tâm của mình không tham lam, không sân nộ, không mê si. Thì nếu đồng đạo chúng ta quán triệt được thân khẩu ý của thân khẩu ý của mình như vậy là coi như là chúng ta không gây nghiệp. Mà thật sự đồng đạo, nếu như một người mà còn phạm 10 điều ác này thì theo tôi nghĩ rằng tứ ân chúng ta trả không tròn. Bởi vì mình là một đứa con hư hỏng thì không bao giờ mình đền xong được chữ hiếu đồng đạo à. Mình là đứa con hư hỏng, một cái người đang cờ bạc đạo tặc thì coi như chúng ta phạm pháp luật nhà nước đâu. Cái này đền không có được đền mà còn vay nữa nè, phải không đồng đạo? Cho nên cái sự nợ thế ân nợ ở đây luôn cả nghiệp nợ, thì mỗi đồng đạo chúng ta phải quán triệt để rồi chúng ta không rơi vào cái con đường ác, không thiếu nợ. Thì khi nợ đã đền rồi, không thiếu nợ thì coi như đó là xong. Vậy thì tu đền nợ thế cho rồi, có nghĩa rằng muốn cho rồi thì bản thân người đó phải hành thập thiện nghiệp và chúng ta đền trả tứ ân thì đó coi như là rồi. Và khi rồi được như vậy thì thầy dạy là thì sao? Chữ thì là giả thuyết của một kết quả, chữ sau là sau này, thì sau là sau này. Và sau này thì thầy cho biết được đứng ngồi tòa sen. Cho nên hôm nay dầu rằng ở đây thầy chỉ nói về đền nợ thế, chúng ta từ ở cái chỗ đứng ngồi tòa sen này thì mình mới suy được rằng, cho nên hôm nay ngoài việc đền nợ thế này ra thì đồng đạo chúng ta phải nguyện quy y theo Phật. Như cái bài nguyện hàng ngày, bài nguyện quy y trong các thời lễ bái như chúng tôi nói hồi nãy. Và đồng thời để đứng ngồi tòa sen thì mỗi đồng đạo chúng ta phải niệm Phật. Bởi vì cái khái niệm tòa sen ở đây nói cho đủ là củ phẩm liên hoa. Kính thưa đồng đạo, như vậy thì củ phẩm liên hoa đây có nghĩa là liên hoa chính phẩm ở ngọc tòa, được lệnh thiên đình nấy sai ta mà Đức Thầy viết trong cái bài Để Chân Đắc Bắc. Cho nên về khái niệm giải thoát của đạo Phật giáo và hảo chúng ta thì Đức Thầy chấp nhận về cái củ phẩm liên hoa. Và đồng thời củ phẩm liên hoa này có 9 cái phẩm. 9 phẩm này được phân làm 3 hạng là thượng, trung, hạ. Thượng thì gồm có thượng phẩm, thượng sanh, thượng phẩm, trung sanh, thượng phẩm, hạ sanh. Cái phẩm trung thì gồm có trung phẩm, thượng sanh, trung phẩm, trung sanh, trung phẩm, hạ sanh. Rồi cái phẩm hạ thì gồm có hạ phẩm, thượng sanh, hạ phẩm, trung sanh, hạ phẩm, hạ sanh. Như vậy đây gọi là 9 phẩm liên hoa chính phẩm ở ngọc tòa, thì đó là tòa sen. Như vậy thì nguyên lý làm sao mà chúng ta được đứng ngồi tòa sen? Bởi vì khi ở đây mà mỗi đồng đạo chúng ta có nguyện cái bài quy y đó, khi mình phát tâm mình nguyện là nay con nguyện cải hối ăn năn làm lành lánh giữ quy theo mấy ngày tu hiền theo Phật đạo, thì lúc bây giờ chúng ta bắt đầu tên của mình được ghi vào sổ bộ của ao sen thất bảo, tức là danh sách của mình sẽ được ghi bên kia. Lúc bây giờ mình sẽ có hai cha mẹ. Cha mẹ ở đây là cha mẹ cái khai sinh chúng ta cái xác thân giả này. Còn về cái phần chân linh thì khi chúng ta nguyện sanh về Tây Phương như vậy, lúc bây giờ cửu phẩm liên hoa là cha mẹ chung của chúng ta, đó gọi là tòa sen. Vì vậy trong kinh Đức Phật dạy rất rõ là nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chung, cửu phẩm liên hoa quy phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bắt thói Bồ Tát quy bạn lữ. Vậy thì khi mà chúng ta nguyện được làm con Phật, sanh về cõi Phật, thì lúc bây giờ ao sen thất bảo là quy phụ mẫu, là mẹ cha của chúng ta. Và đồng thời ở đây đồng đạo chúng ta niệm Phật, đồng đạo chúng ta tu đền nợ thế, đó là những cái chất liệu, những cái năng lượng
để những nguồn năng lượng để chúng ta nuôi cái cây sen của mình ở bên kia. Đồng đạo, sen ở đây được nuôi là bằng tinh khí của trời đất, bằng phân, bằng nước, bằng bùn. Còn sen của chúng ta ở bên kia thì lúc bây giờ mình được nuôi bằng cái công đức tu hành của chúng ta hàng ngày. Và đồng thời, tại sao thầy dạy là đứng ngồi? Bởi vì có một cái khái niệm là nằm nữa, đồng đạo. Như vậy thì đứng ngồi là đây là chỉ cái trạng thái là chúng ta khi mà hoa sen của mình ở bên kia, khi mà chúng ta mãn kiếp hồng trần thì lúc bây giờ hoa sen bên kia chúng ta được nở. Cho nên đứng ngồi là chỉ cái trạng thái là lúc bây giờ là thần thức nhập hoa sen tinh hảo. Vì vậy cho nên lúc bây giờ thần thức nhập thai sen tinh hảo, lúc bây giờ thì đứng ngồi là chỉ cái trạng thái chúng ta được tự do. Bên cạnh đó cũng có nằm ngủ trong hoa sen. Nếu mà chúng ta hiểu cái khái niệm của ao sen thất bảo, những người nào sinh vào phẩm hạ thì lúc bây giờ không có đứng ngồi, mà lúc bây giờ gọi là ngủ đông đó. Chúng ta dùng từ ngủ đông, thần thức đã vào thai sen rồi nhưng mà lúc giờ thì chúng ta ngủ ở trong. Ngủ như vậy từ một tiểu kiếp cho đến 12 tiểu kiếp. Một tiểu kiếp mà tính con số 5 đó, mà mình hiểu theo học từ điển đó, thì một tiểu kiếp như vậy là trên dưới 16 triệu năm, 16 triệu lẻ 680 ngàn năm. Như vậy thì ngủ trong đó mà chúng ta đợi ít nhất là một tiểu kiếp, rồi nhiều nữa là 12 tiểu kiếp, đồng đạo nhân có biết nhiêu năm. Như vậy thì trường hợp nào gọi là nằm ngủ trong tòa sen, trường hợp nào gọi là đứng ngồi tòa sen? Vậy thì nếu như mà ở đây đồng đạo chúng ta có niệm Phật mà đồng đạo không tu đền nợ thế cho rồi đó, thì lúc bây giờ chúng ta cũng về tòa sen nữa. Bởi mình có niệm Phật là về tòa sen, nhưng mà chúng ta phải ngủ đông ở tòa sen một cái thời gian dài như vậy, rồi qua sen chúng ta mới nở. Còn bằng như ở tại đây mình mà tu đền nợ thế, chúng ta vừa niệm Phật, giống như Đức Thầy dạy rất rõ, tức là tu thân thiện tính phải chuyên cần, lục tự Di Đà giữ tư ân. Thì khi mà chúng ta có lục tự Di Đà, chúng ta có giữ tư ân, thì coi như khi mà chúng ta về hoa sen, lúc bây giờ mình không có nằm, mà Đức Thầy dùng cái khái niệm là đứng ngồi. Vậy thì đứng ngồi là đây là cái sự thông thả, đây gọi là hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Về tới bên kia hoa sen chúng ta nở liền trong một duỗi tay thôi, đồng đạo. Tí tắc, nếu nói theo danh từ Phật học là sát na, chỉ trong một sát na là chúng ta về bển. Hoa sen chúng ta nở thì mình được ngồi tòa sen, mình ngồi là chúng ta hưởng thụ được một cái phẩm vị như Đức Thầy dạy là về cực lạc hạnh thơi an dưỡng, ấy là ngày ban thưởng công tu. Và đứng ở đây là chúng ta sẽ được đi dạo khắp nơi, đi từ nơi này đến nơi nọ, thăm từ ông Phật này đến vị Bồ Tát kia. Thì đó là chúng tôi hiểu theo các khái niệm kinh điển. Như vậy thì đứng ngồi tòa sen là một cái thánh quả mà chúng ta đạt được. Khi về đấy thì đương nhiên chúng ta không còn mắc trong sáu nẻo dạy khôn luân hồi. Đến đây là chúng ta hoàn toàn đã chứng được cái quả vị giải thoát, đồng đạo. Cho nên mỗi đồng đạo chúng ta hôm nay tu đạo Phật giáo hoàn hảo, tại sao Đức Thầy dạy chúng ta niệm Phật mà Đức Thầy còn đưa ra nhiều khái niệm? Nào là niệm Phật phải giữ gìn giới luật nè, nào là niệm Phật phải lo đền trả tứ đại trọng ân như chúng ta vừa nhắc, Di Đà lục tự ráng ghi, hay hoặc giả là chúng ta vừa niệm Phật mình phải lo hành thập thiện nghiệp. Như Đức Thầy dạy cần tu thập thiện thì sự niệm Phật mới đạt kết quả. Tu thập thiện chứ được thập ác còn gọi là tịnh tâm nghiệp. Bởi vì Đức Thầy không muốn cho tôi và quý vị chúng ta niệm Phật về tòa sen chúng ta phải nằm ngủ mà đợi trên dưới như vậy ít nhất cũng 16 triệu năm. Chi bằng ở đây trong thời gian ngắn 5 năm, 3 năm, 10 năm, 20 năm, trong cái khoảng thời gian mình còn thở nè, thì đồng đạo chúng ta vừa niệm Phật trở về nội tâm, niệm Phật tâm. Còn tướng thì mỗi đồng đạo chúng ta phải ráng, tướng chúng ta phải cố gắng hành đạo, tướng chúng ta phải cúng lại, phải giữ giới. Và đặc biệt một điều Đức Thầy dạy, tướng chúng ta phải làm lành, đúng theo thánh ý Đức Thầy là cái hành đạo, đúng theo ý tưởng xác thực của nó là làm thế nào để phát hiện được những đức tánh cao cả và thực hành trên thực tế bằng mọi biện pháp để đem lại cái phúc lợi cho toàn thể chúng sanh, thì đó là sự thỏa mãn trong đời hành đạo của chúng ta. Vì vậy cho nên hôm nay niệm Phật mà đồng đạo có làm được từ thiện,
Khi đồng đạo làm từ thiện đó, đồng đạo đền trả một lượt bốn ân ở đồng đạo. Cái thứ nhất, Đức Thánh đã dạy rất rõ là lập thân hành đạo, dương danh ư hậu thế dĩ hiển, kỳ phụ mẫu hí chung giả. Có nghĩa là cái người mà lập thân hành đạo đó, mà chúng ta làm được cái điều thiện, đó là cái điều hiếu sau cùng của người con phải trả. Khi mình là cái người làm từ thiện thì lúc bấy giờ cha mẹ mình rất là hãnh diện. Tôi có một đứa con tối ngày làm từ thiện, đầu trên xóm dưới tôi mừng lắm. Thì đó là chúng ta đã đem cái niềm vui an lạc của cha mẹ của mình. Rồi đồng thời hôm nay chúng ta làm từ thiện, ngoài mình đền trả cái hiếu về tâm lý, đây là cái hiếu về tâm lý. Cha mẹ nào cũng vậy, đồng đạo rất muốn con mình làm từ thiện giúp đời, đây là tư tưởng chung. Và cái thứ hai là khi chúng ta làm từ thiện là mình đang làm cái việc, cái việc này gọi là an sinh xã hội. Một gói khi đói, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Thì đây là một cái tinh thần dân tộc, bầu ơi thương lấy bia cùng tay đằng khác giống nhân chung một dạ. Hay hoặc là nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Vậy thì một người làm từ thiện, chúng ta vừa làm cho đất nước càng ngày càng phát triển, xóa đi dần dần những cái hộ nghèo, những hộ cận nghèo, góp phần làm giảm bớt đi gánh nặng của xã hội. Thì rõ ràng đây là cái chủ trương mà giờ này cả toàn dân, toàn dân tộc đang hướng đến vấn đề này. Đất nước Việt Nam chúng ta tương lai sẽ không còn một người nào nghèo cả. Mà muốn đạt được cái chỗ này thì đây là một cái vấn đề rất cần những cái trái tim từ thiện của tất cả đồng đạo chúng ta. Và đồng thời khi mà chúng ta làm từ thiện như vậy là rõ ràng mình đền ơn Tam Bảo rồi. Cho nên hôm nay người tín đồ Phật giáo và Hảo làm từ thiện hàng năm như vậy đến hàng nghìn tỷ đồng, thì nội mà cái tiếng mà người ta tôn vinh đạo mình, thì đó là người ta tôn vinh thầy mình. Đây là cái hoa trái, cái hoa trái người tín đồ Phật giáo họ đạt được, thì như vậy là mình đền ơn Tam Bảo rồi, đền ơn Phật Pháp Tăng rồi, nhờ học Phật, nhờ tu hành. Cho nên chúng ta sẵn sàng tiền bao nhiêu chúng ta cũng móc ra để làm công tác từ thiện xã hội. Rồi đồng thời giờ này mình làm từ thiện là mình cho ai nè, mình đặt vấn đề cho ai? Có phải là chúng ta cho đồng bào mình không? Có phải chúng ta cho nhân loại không đồng đạo? Vì vậy cho nên chúng ta làm từ thiện, mình cũng đã trực tiếp đang đền ơn đồng bào và nhân loại. Đồng là con người với nhau, cũng đồng cốt nhục què thai, thì không bao giờ chúng ta trơ mắt đứng nhìn. Cho nên Đức Thầy mới dạy rất rõ là mắt nhìn lòng ứa ruột ra, cả kêu bổn đạo hay là thật tu. Cái người mà thiệt tu rồi, người này không bao giờ làm thinh trước cái nỗi khổ của nhân loại, nào là động đất nè, nào là sóng thần, luôn cả chiến tranh. Mình cũng góp phần để phải nói rõ là bồi đắp những cái mất mát của bao nhiêu người khác. Mình xem nỗi đau của thiên hạ là nỗi đau chính bản thân của mình. Vì vậy chúng tôi mới khẳng định rằng chỉ cần chúng ta niệm Phật, chúng ta làm lành, thì lúc bây giờ mình vừa trả nợ, mà lúc bây giờ chúng ta còn có cái công đức rất là lớn trong đời tu của mình. Khi mà nợ chúng ta đã trả xong, công đức chúng ta càng ngày càng viên tròn, thì đương nhiên trong hiện tại tất cả đồng đạo chúng ta sẽ được hạnh phúc như Đức Thầy dạy thánh hiền đối tích đời xưa, nhờ tâm từ thiện ngứa kính thờ. Cho nên Đức Thầy mới dạy là chết rồi bỏ của bơ vơ chi bằng làm phải, chuyện thơ ghi đời. Và tương lai tất cả chúng ta sẽ được ngồi to sáng như lời giới thiệu Đức Thầy. Như vậy thì trở lại hai câu giảng này, tu đền ở thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tòa sen? Thì đây là một cái điều căn bản mà người tín đồ Phật giáo và Hảo chúng ta phải hiểu, để chúng ta an vui, để chúng ta chấp nhận, để chúng ta đền trả trong cái đời sống của mỗi đồng đạo chúng ta. Một vấn đề mà đồng đạo phải nhận định của hai câu giảng này là hôm nay khi chúng ta sinh ra trong cõi đời này, đó là chúng ta bị mắc nợ, chúng ta đang bị nghiệp. Cho nên Đức Thầy mới dạy là vì linh hồn chưa hoàn toàn tròn đạo hạnh mà đắc vả vị, nên còn phải đầu thai làm con người tại thế gian. Cho nên khi sinh làm người thì không ai thiếu nợ cả, không ai mà khỏi thiếu nợ cả. Vì vậy mình biết mình là cái người đang nợ, đang bị nghiệp, thì trong đời tu của mình cái quan trọng là chúng ta phải lo đền trả. Hôm nay chúng ta tu là chúng ta trả nợ, là chúng ta trả nghiệp. Đó là mới đúng theo một cái quy trình giáo pháp học Phật tu nhân Đức Thầy. Bằng ngược lại, hôm nay chúng ta tu mà mình muốn mình được giàu sang, được sung sướng, được hơn người thế này thế khác, thì đó là chúng ta đi nghịch lại với giáo lý của Đức Phật. Vì vậy sự tu chúng ta cao hay thấp không thể nào nói
qua cái niên hạn năm nay tôi tu bao nhiêu năm, tôi ăn chay bao nhiêu năm, tôi cúng lại bao nhiêu thời, mà sự tu hành của chúng ta cao thấp sẽ được thể hiện ở cái chỗ anh trả nợ nhiều hay ít rồi, anh có chấp nhận trả nợ hay không, anh có kiên trì mà chịu lúc nàng tay hay không, mình có vượt qua nỗi khổ hay không, thì đó mới thể hiện được cái người tu cao tu thấp. Vì vậy nên đại để hay qua hai câu giảng này, thì khi đồng đạo chúng ta hiểu được cái quá trình ân nợ nghiệp nợ, thì giờ này chúng ta vừa niệm Phật, chúng ta vừa cúng lại, chúng ta vừa đền trả tứ đại trọng ân, chúng ta vừa hành thập thiện nghiệp, tránh xa mười điều ác, thì trong hiện tại mình là người công dân gương mẫu, được mọi người tôn trọng mến yêu như chúng tôi vừa nói, và đồng thời chúng ta cũng là một tín đồ ngoan đạo, thực hiện đúng theo giáo trình như lời Đức Thầy đã dạy. Bằng như ngược lại, người tín đồ Phật giáo hòa hảo, mình không chấp nhận trả nợ, không lo đền trả tứ đại trọng ân, thì coi như chúng ta bị phá sản. Hiện tại cái trách nhiệm người công dân chúng ta làm không tròn, thì đừng nói chi là người tín đồ đồng đạo, mà người công dân chúng ta làm không tròn nữa, thì tương lai không bao giờ chúng ta được gặp Thầy, không bao giờ chúng ta được giải thoát. Bởi vì Đức Thầy dạy rất rõ, làm theo lời chỉ, ngày rày gặp ta thì những cái chúng ta bàn lời Đức Thầy chỉ, hay hoặc giả là ai mà ta dạy chẳng dình, thì sao đừng trách mất tình yêu đương. Cho nên đấy là một cái vấn đề mà mỗi đồng đạo chúng ta phải hiểu, để rồi chúng ta cố gắng thực hiện. Thì nếu như thực hiện được các yếu tố đó, thì tương lai sau cùng nhất định nhờ phương pháp niệm Phật, nhờ chúng ta làm lành, mà mỗi đồng đạo chúng ta sẽ được mãn kiếp hồng trần, sanh là quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành. Kính thưa đồng đạo, thì đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc qua cái bài nói chuyện của mình. Thì cũng trên dưới khoảng 60 phút, chúng tôi cũng cố gắng ngắn gọn đúc kết lại, trình bày các ý chính để chia sẻ qua một số đôi nét qua hai câu giảng Đức Thầy. Thì trong cái quá trình chia sẻ không sao tránh khỏi những sơ sót, thì cũng ngưỡng mong quý đồng đạo niệm tình lượng thứ và bổ khuyết thêm. Thì cuối cùng thì chúng tôi cũng hết sức tri ân ban tổ chức cũng sắp xếp cái buổi thuyết giảng ngày hôm nay. Thì hôm nay cũng là một cái nhân duyên đặc biệt khi chúng tôi được về đây theo sự phân công của đồng đạo Nguyễn Văn Lượng vào ngày hôm qua. Thì bên cạnh đó thì chúng tôi cũng hết sức là kính cảm ơn ông Tâm, tức là Phó Chủ tịch Ủy ban của xã Thanh Bình, cũng như là ông Lê Văn Dừa, cũng là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thì cũng đã ngồi đây suốt trong một cái buổi sáng hôm nay, thì trên dưới cũng hơn 3 giờ đồng hồ. Thì đây cũng là một cái điều rất là hiếm hoi. Thì cũng xin thay mặt ban tổ chức cũng xin kính cảm ơn và gửi lời chúc mừng đến nhị vị luôn luôn được sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt trong cuộc sống, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Và cuối cùng thì chúng tôi hết sức là cảm ơn tất cả quý ban trị sự xa gần đến tham dự. Thì cuối cùng thì chúng tôi cũng không quên cầu chúc cho tất cả đồng đạo chúng ta, như là Đức Thầy đã dạy, đó là sớm chiều tự liệu đèn tâm trí, niệm tưởng Phật trời thỏa ước ao. Trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.